hai loại clip, một dây đen, một dây trắng. Alo. Thích đi kém. Đúng không? Em đang gần với thằng này, cái thằng này nó cũng lách lên. Mà nó nếu có hiện tượng là nó lé nhỉ? Cái thằng này ai lách được vào đây nữa? Thì không thì mẹ em chuyển sang bên cho anh Nhật. Mẹ mày như này thì mày lách lên đi cho anh. Hai con dê này húc nhau biết bao giờ. Dê trắng rồi. Cái gì đó sợ béo. Thì nó đi đúng thường cũng làm nhiều lắm rồi mà trong khi cần chuyển khoản thì rất cần mà chứ rút tiền mặt thì sau này em giải trình cũng gì.